Bằng Châu xin thân ái kính chào quý khán giả đến với bản tin buổi tối của đài CBN trên băng tần 18.14 với một số tin đặc biệt như sau. Hơn 150 người tị nạn vượt hàng rào biên giới Tây Ban Nha. Hàng chục nhà hoạt động trẻ biểu tình vì khí hậu tại Berlin. WHO cảnh báo cháy Amazon gây hại cho sức khỏe. Thượng nghị sĩ Julie Brand rút ra khỏi cuộc tranh cử tổng thống. Và sau đây kính mời quý vị theo dõi phần tin thế giới. Hơn 150 người tị nạn vượt hàng rào biên giới Tây Ban Nha. Hơn 150 người di cư đã ồ ạt tràn qua hàng rào biên giới tại vùng đất Bắc Phi của Tây Ban Nha vào đầu ngày thứ Sáu 30 tháng 8, mà khiến ít nhất 6 sĩ quan cảnh sát Tây Ban Nha bị thương nhẹ khi họ cố gắng ngăn chặn những người này, một phát ngôn viên chính phủ tại thành phố đã cho biết. Nguồn tin còn cho biết thêm các vùng đất biên giới Tây Ban Nha của Ceuta và Melilla trên bờ biển phía Bắc tiếp giáp Maroc là một năm châm cho những người di cư bất hợp pháp ở châu Phi đang cố gắng đến châu Âu để tìm kiếm một cuộc sống tốt đẹp hơn. Các khu vực xung quanh được bao quanh bởi một hàng rào cao 6 mét, được phủ bằng dây thép gai. Trước đó, vụ vi phạm lớn cuối cùng của hàng rào biên giới bởi những người di cư bất hợp pháp xảy ra vào tháng 8 năm ngoái, khi 118 người di cư tràn vào đất Tây Ban Nha, mặc dù hầu hết sau đó những người này đã được đưa trở lại Morocco. Hàng chục nhà hoạt động trẻ biểu tình vì khí hậu tại Berlin. Kính thưa quý vị, hôm 30 tháng 8, hàng chục nhà hoạt động trẻ đã tham gia vào một cuộc biểu tình thứ sáu vì tương lai, chống lại sự biến đổi khí hậu ở Berlin. Mỗi thứ sáu, sinh viên từ khắp nơi trên thế giới tham gia vào phong trào Hashtag Friday for Future, đòi hỏi các chính phủ phải tuân thủ các mục tiêu của thỏa thuận Paris, mà mục tiêu giảm nhiệt độ toàn cầu xuống 1,5 độ C. Phong trào được khởi xướng bởi Greta Thunberg, là một sinh viên Thụy Điển vào năm ngoái, yêu cầu hành động vì khí hậu và thực hiện thỏa thuận Paris bên ngoài Quốc hội Thụy Điển vào mỗi thứ Sáu vào tháng 8 năm 2018. Kể từ đó, sinh viên trên khắp thế giới đã cùng hưởng ứng phong trào này. Các đợt biểu tình được tổ chức lần lượt ở nhiều thành phố châu Âu khác nhau. WHO cảnh báo cháy rừng Amazon gây hại cho sức khỏe. Các đám cháy hoành hành ở Amazon có nguy cơ gây hại cho sức khỏe, bao gồm các bệnh về đường hô hấp, đặc biệt là ở trẻ em. Tổ chức Y tế Thế giới WHO cho biết vào hôm thứ Sáu 30 tháng 8, khu rừng nhiệt đới nơi sinh sống của 30 triệu người có một hệ sinh thái vô cùng quan trọng cung cấp thực phẩm và nước cho dân cư đang bị đe dọa. Tiến sĩ Maria Nera là Giám đốc Bộ phận Y tế Công cộng Môi trường và các yếu tố xã hội của WHO cho biết. Hỏa hoạn ở rừng nhiệt đới Amazon của Brazil gần đây đã giảm nhẹ kể từ khi Tổng thống Jair Bolsonaro gửi quân đội đến hỗ trợ vào thứ Bảy tuần trước. Tuy nhiên, tiến sĩ Nera đã đề cập đến việc phải tăng cường các cơ sở chăm sóc sức khỏe địa phương. Dù những người sống gần nhất với đám cháy đã được sơ tán, mà không có trường hợp tử vong nào được báo cáo. Giới chức này cũng cảnh báo, sự tiếp xúc của con người sẽ thay đổi tùy thuộc vào độ gần và cường độ, nhưng các hạt ô nhiễm sẽ tồn tại trong một thời gian dài ở những khu vực cháy dữ dội. Kính thưa quý vị, mọi người lo ngại về những diễn biến tại Hồng Kông. Liên minh châu Âu vào hôm thứ Sáu 30 tháng 8 cho biết, những diễn biến mới nhất ở Hồng Kông là vô cùng đáng lo ngại, sau khi chính quyền ở đây buộc tội hai nhà hoạt động dân chủ ủng hộ tổ chức một cuộc biểu tình bất hợp pháp vào tháng 6 vừa qua. Người đứng đầu chính sách đối ngoại của EU, Federica Mogherini, đã nói trong một cuộc họp báo ở Helsinki rằng 28 thành viên của khối sẽ theo dõi chặt chẽ tình hình. Thêm vào đó, họ hy vọng là giới chức Hồng Kông sẽ tôn trọng quyền tự do hội họp, bày tỏ và liên kết. Được biết, việc bắt giữ các nhà hoạt động của Su Wong và Agnes Chow được đưa ra sau khi hàng ngàn người biểu tình phong tỏa trụ sở cảnh sát vào ngày 21 tháng 6
để phản đối dự luật dẫn độ cho phép người dân được đưa đến Trung Cộng Đại Lục để xét xử tại các tòa án do Đảng Cộng sản kiểm soát. Tình trạng bất ổn đã mở rộng thành những lời kêu gọi tự do, được thúc đẩy bởi những lo lắng về sự xói mòn các quyền được bảo đảm theo công thức một quốc gia hai hệ thống được thông qua sau khi bàn giao vào năm 1997. Indonesia thúc giục bình tĩnh tại Papua. Bộ trưởng Bộ An ninh Indonesia vào hôm thứ Sáu 30 tháng 8 đã thúc giục dân chúng hãy bình tĩnh trở lại ở khu vực phía đông Papua sau hai tuần biểu tình bạo lực và nói rằng yêu cầu của người biểu tình điều tra về một sự việc phân biệt chủng tộc đã được đáp ứng. Bộ trưởng điều phối các vấn đề chính trị, pháp lý và an ninh Wiranto đã đưa ra nhận xét trong một cuộc họp báo chung với một số nhân vật lãnh đạo Papuan tại thủ đô Jakarta của đất nước. Phát biểu bên cạnh Bộ trưởng Semio Tabuni, người sáng lập Viện Ngôn ngữ Papua, cũng kêu gọi bình tĩnh, nhưng lời kêu gọi chính phủ đối xử với Papuan một cách công bằng hơn. Trước đó, nguồn tin cho biết, hơn 1.200 sĩ quan cảnh sát đã được huy động để đàn áp những người biểu tình. Sự châm ngòi cho tình trạng bất ổn mới nhất là một vụ phân biệt chủng tộc đối với các sinh viên Papuan, là những người đã bị giam giữ tại thành phố Surabaya trên đảo chính của Java vào ngày 17 tháng 8, ngày độc lập, vì bị cho là đã ném cờ Indonesia vào cống rãnh. Đông Timor kỷ niệm 20 năm trưng cầu dân ý. Đông Timor đã kỷ niệm 20 năm một cuộc trưng cầu dân ý lịch sử vào ngày thứ Sáu 30 tháng 8, vốn đã mang lại cho quốc gia nhỏ bé sự độc lập. Tổng thống Francisco Guterres dẫn đầu lễ kỷ niệm tại thủ đô Dili và có sự tham dự của nhiều đại biểu khác nhau. Là thuộc địa cũ của Bồ Đào Nha, Đông Timor bị Indonesia xâm chiếm vào năm 1975 và chỉ trở về độc lập 24 năm sau đó. Sau cuộc trưng cầu dân ý vào năm 1999, quốc gia này được điều hành bởi chính quyền Liên Hiệp Quốc trong 3 năm, cho đến khi được tự do điều hành công việc của mình vào năm 2002. Kể từ khi độc lập vào ngày 20 tháng 5 2002, Dili đã phải vật lộn để giải quyết các tai ương về an ninh, xã hội và kinh tế, bao gồm thất nghiệp cao, chia rẽ trong quân đội và cơ sở hạ tầng y tế cũng như giáo dục kém. Xin quý vị tiếp tục giữ màn hình của đài CBN trên băng tần 18.14. Sau một vài thông tin thương mại ngắn gọn, Băng Châu sẽ trở lại với phần tin Hoa Kỳ.